Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Honda Việt Nam nhằm trao đổi thảo luận về việc phát triển ngành công nghiệp ô tô xe máy tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Honda Việt Nam đối với ngành công nghiệp ô tô xe máy Việt Nam nói chung, cũng như việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh những nhiệm vụ mà hai bên sẽ phối hợp triển khai trong thời gian tới, như tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Honda tại Việt Nam, phát triển hệ thống nhà cung ứng nội địa, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm thương hiệu Honda tại Việt Nam, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan trong việc xây dựng và triển khai các chính sách phát triển ngành sản xuất lắp ráp ô tô và xe máy của Chính phủ Việt Nam. Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Honda Việt Nam Koji Sugita cũng đã chia sẻ với Bộ Công Thương những khó khăn về đề xuất chung của ngành, từ đó góp phần xây dựng chính sách phù hợp và kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô, xe máy nói chung và Honda nói riêng.